Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Tile Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714-894-1177. Thảo Yến Hoàng Trường trở lại với tất cả quý khách thính giả và những tin cập nhật liên quan đến tình hình của Ukraine. Vào sáng ngày hôm nay, ông Tổng thống Zelensky đã xuất hiện trước Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để thứ nhất là lên án những hành vi mà ông gọi là diệt chủng nhắm vào người dân Ukraine sau khi để lại hiện trường 400+ xác chết. Hiện nay, bản tin cập nhật là binh sĩ của Ukraine tiếp tục đi vào các hang ngõ của những ngôi làng chung quanh ngoại ô của thủ đô Kyiv để tìm kiếm thêm xác chết nữa, và họ tin rằng vẫn còn, nhất là những cái mồ chôn của quân lính Nga. Những bản tin này được ông Zelensky đề cập, và nỗ lực của phía Ukraine bây giờ đó là tiếp tục áp lực lên Nga. Nhưng mà khổ nỗi thưa quý vị, nói là nói thế thôi, chứ còn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với Nga có một lá phiếu vĩnh viễn, Trung Quốc lá phiếu vĩnh viễn, thì như trường hợp chiến tranh Iraq rồi Afghanistan trước đây nữa, các nỗ lực này không thành hiện thực. Nhưng mà nỗ lực hiện nay là giống lên tiếng nói chỉ trích nước Nga, mặc dù Nga ngày hôm nay họ tuyên bố là hoàn toàn biện minh, nói rằng họ lập luận như thế này. Họ nói rằng quân Nga không hề có bất cứ một cái hành vi nào để mà tàn sát dân thường. Cái chuyện đó là chuyện của quân đội Ukraine và Tổng thống Zelensky dựng lên. Vâng, họ muốn bây giờ thì bên phía Nga, Putin muốn nói gì thì nói. Đâu chỉ có binh sĩ Ukraine đâu, mà phóng viên, nhân viên của các tổ chức giám sát nhân quyền, họ có mặt tại hiện trường của Bucha. Bucha là thị trấn mà phía bắc, tây bắc của Kyiv, thưa quý vị. Và họ đã kiểm chứng được những cái xác chết này. Dễ lắm, chỉ cần tìm kiếm những cái viên đạn bên trong, hoặc là những cái sự liên hệ đối với binh sĩ Nga là họ biết ngay được. Rõ ràng đây là hành vi của quân Nga. Tuy nhiên, một vấn đề chính mà phía Ukraine đang muốn áp lực lên phía Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và kể cả Hoa Kỳ nữa để gọi hành vi này là hành vi diệt chủng, thì sáng ngày hôm nay phát ngôn viên của Tổng thống Joe Biden tuyên bố Hoa Kỳ chưa thể gọi đây là hành vi diệt chủng được. Bởi vì khi mà gọi là genocide đó, thưa quý vị, tức là diệt chủng đó, cần một thời gian dài. Thí dụ như là dưới thời Stalin giết hàng loạt và kéo dài một thời gian, rồi Hitler giết người kéo dài một thời gian nhắm vào người Do Thái, lúc đó mới gọi là hành vi diệt chủng. Thì Tổng thống Joe Biden chỉ gọi đây là một kẻ tội đồ chiến tranh để nhắm vào Putin. Thì những cái áp lực này hiện nay đang tiếp tục gia tăng thôi. Rồi vì cái vụ mà thảm sát thường dân ở Bucha này đã diễn ra, cho nên cái tiến trình đàm phán ngày hôm nay đó không được nối lại. Hai bên cũng chỉ trích lẫn nhau, nói rằng Ukraine bây giờ tìm cách tấn công vượt qua biên giới để nhắm vào Nga. Rồi Ukraine thì nói rằng Nga thực hiện những việc mà thảm sát thường dân như thế này. Tin tức cập nhật mới nhất là sáng ngày hôm nay ở tại Mariupol, là nơi phía Nam có đường biển với Hắc Hải đó, thì phía Nga tuyên bố họ trước khi thực hiện một cuộc tổng tấn công, bây giờ tập trung về phía Nam của Ukraine, tức là thành phố Mariupol, để mà chiếm giữ cái khu vực này.
từ Crimea họ muốn lấy cả miền nam của Ukraine và miền đông của Ukraine luôn. Dạ vâng, thưa quý vị, cũng cập nhật về cái tin tức về cái tội ác hiện nay mà phía Ukraine đang tố cáo là lính của Nga thực hiện, đó là ở cái thành phố mà có gia đình của bà thị trưởng mà đã bị xử tử hình rồi bị quăng xuống cái hố đó. Bây giờ sáng ngày hôm nay, một thành viên quốc hội của Ukraine là bà Lisa Vasilenko đã đưa ra những cái tấm ảnh này, và đây là cái lời tố cáo của bà. Thứ nhất, bà nói quân đội của Ukraine đó, khi mà họ đi thu dọn những cái thi thể của người dân thì phát hiện là thứ nhất rất nhiều thi thể của phụ nữ sau khi mà bị cưỡng hiếp đó, rồi bị lính Nga burn lên trên người những cái dấu chữ vàng đó, thưa quý vị, Đức Quốc xã. Đức Quốc xã, dạ vâng. Đây là cái tấm ảnh mà phía Ukraine đưa ra. Và thứ hai nữa, bà còn nói rằng rất nhiều trẻ nhỏ tay chân bị chói giật ngược lại phía sau và chúng chết do bị bắn vào đầu, thưa quý vị, nghĩa là theo cái cách mà tử hình, và sau đó là bắn một cái rồi rớt xuống những cái hố. Và chưa kể là bà còn nói thêm là có thi thể của một bé gái mới có 10 tuổi thôi, có cái bằng chứng cho thấy là em bé gái này cũng bị cưỡng hiếp rồi sau đó bị bắn chết. Và tuy nhiên bây giờ đó, như chúng tôi thưa là đây hoàn toàn là những cái lời nói và hình ảnh đưa ra từ phía Ukraine, chưa có báo đài nào kiểm chứng được cả. Và phía Nga đó thì cực lực nói chung là chối, nói là không có làm những cái chuyện này. Nhưng mà bà Vasilenko nói rằng rất nhiều, hiện nay có rất nhiều người Nga đó, họ cảm thấy ghê tởm trước cái tội ác này của quân Nga, và họ đã đốt những cái passport Nga, và khi mà ra đường đó, bây giờ họ từ chối nhận mình là người Nga, bởi vì không muốn, thứ nhất là cái sự an toàn cho mình, và thứ hai là cảm thấy nhục nhã khi mà quân lính Nga đã thực hiện những cái tội ác như thế này. Để bổ túc cho bản tin này, thưa quý vị, đây là cái chi tiết mà được ghi nhận vào ngày hôm nay đó. Họ gọi quân đội Nga là những kẻ thú vật. Những bé gái, có một bé gái 15 tuổi đã bị hãm hiếp chung với mẹ của em. Những người đã rời khỏi được những cái thành phố và thị trấn bị tấn công đó, kể lại những cái vụ này. Họ là những nhân chứng. Họ nhìn thấy quân Nga đi vào nhà của những người dân này, lôi kéo những bé gái ra hãm hiếp, rồi sau đó hãm luôn người mẹ, rồi bỏ lại bắn chết những người này. Và trong đó có Anna Shevchenko, 63 tuổi, người đã chứng nhân, bởi vì bà đã già rồi và có những người đàn ông đứng nhìn á, và nếu mà quân Nga thấy được họ cũng bắn chết luôn những người này. May mắn có những người họ núp được và họ thoát chết khi quân Nga rời khỏi thị trấn. Mykola Kovalenko, 71 tuổi, là nhân chứng luôn, nói rằng quân đội Nga đã tìm cách bắn đằng sau những người, tìm cách tháo chạy. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy đầy rẫy trên đường phố ở Bucha đó, những cái xác chết, có những cái xác đang ngồi ở trên xe đạp bị bắn từ phía sau chết thì ngã xuống đường. Quân Nga, bởi vì trên đường tháo chạy đó, bọn chúng không có vứt những cái xác này xuống những cái mồ chôn và để rơi vãi trên các đường phố luôn. Tình trạng này tệ hại vô cùng. Chưa hết, thưa quý vị, như bản tin mà quý vị vừa nghe là swastika đó, cái chữ vạn nó được khắc lên những người này. Chưa hết là có những nhân chứng họ nói sâu, và binh sĩ khi mà họ tìm thấy được những cái xác này đó, là cái lưỡi của những người này cũng bị cắt luôn sau khi bị giết chết. Và đây là những bức ảnh để cho thấy được cái tình trạng mà giết người khủng khiếp của quân Nga khi rời khỏi một trong những thị trấn ở phía bắc Ukraine như thế nào. Và thưa quý vị, từ tuần trước đó, trong cái khoảng thời gian mà xảy ra cái vụ tai nạn cậu bé 14 tuổi bị rớt khỏi cái ride ở Orlando, thì quý vị liên tục thấy hình ảnh của một người phụ nữ tóc thắt bím, rồi đeo kính mát đó, nhưng mà cô này cổ xuất hiện mỗi một ngày, nhận là cousin của cậu Tyree Sampson, là cái cậu bé bị té chết đó. Và thứ nhất, cổ trả lời phỏng vấn của tất
cả các báo đài, và thứ hai nữa liên tục xuất hiện ở cái nơi xảy ra tai nạn, và cổ nói rằng thay mặt gia đình, bây giờ gia đình muốn các chính trị gia ở tại Florida phải đưa ra những cái luật cấm không cho những cái ride mà free fall này được tiếp tục hoạt động nữa. Thế nhưng sáng ngày hôm nay, báo chí họ đã phát hiện ra người phụ nữ này không hề liên quan gì đến gia đình của Tyree Sampson cả. Cô này không biết từ ở đâu đi ra và nhận là cousin và đứng ra trả lời phỏng vấn từ lúc đó, từ lúc ngày đầu tiên luôn. Dạ vâng, cho đến khi mà bị phanh phui là kẻ nói láo. Và cô này là ai và cái mục đích là gì? Thì chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.